Trứng gà chôn trong ngôi mộ thời cổ đại, 2.000 năm sau, các nhà khảo cổ không dám động vào. Trước đây, ở thành phố Trùng Khánh Trung Quốc có một ngôi làng trên núi phát hiện ra 23 ngôi mộ. Những ngôi mộ này được phát hiện không phải do người ta đào ra, mà là do thời gian dài xói mòn đất, nên những ngôi mộ này mới lộ ra. Và dĩ nhiên, điều này là một cơ hội của những nhà khảo cổ học. Họ bắt đầu tiến hành khai quật. Ngoài một số vật báu ra, người ta còn phát hiện ra quả trứng gà được chôn theo người chết. Nó đã tồn tại như vậy 2.000 năm. Khi họ chạm vào thì những vỏ trứng này đã bị vỡ ra, bên trong rỗng không. Họ đã nhặt những mảnh vỡ này lắp ráp lại và mang đi nghiên cứu. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện những quả trứng được chôn theo người thời xưa. Ở Quý Châu, Trung Quốc, các nhà sử học cũng đã từng phát hiện những vật này. Họ chỉ dùng chiếc chổi lông khẽ chạm vào thì chúng đã vỡ tan ra. Điều này khiến các nhà nghiên cứu khảo cổ học phải đau đầu tìm cách đưa chúng về để nghiên cứu. Cho tới năm 1974, các nhà khảo cổ học lại phát hiện những quả trứng gà trong một khu mộ thời Tây Chu, triều đại Tây Chu Trung Quốc, có từ khoảng thế kỷ thứ 11 trước công nguyên cho đến năm 771 trước công nguyên. Nhưng những quả trứng gà ở đây lại không bị vỡ như vậy, mà nó trở thành hóa thạch. Những quả trứng gà Tây Chu này được mang đến trưng bày ở Viện Bảo tàng Nam Kinh. Tất nhiên, ở những khu vực khác nhau có tồn tại nền văn hóa và phong tục tập quán chôn cùng người chết một số đồ vật. Khi các nhà khảo cổ học phát hiện các khu mộ, thường có thể phát hiện kèm theo một số đồ quý giá như vàng bạc, trang sức, quần áo. Tuy vậy, việc chôn trứng theo người chết này là khá hiếm gặp, nó cũng có thể tiết lộ một số phong tục và nếp sinh hoạt cũng như tư tưởng quan niệm của người xưa. Cha mất, con trai chi 2 tỷ mua quan tài ô tô, cứ ngỡ nhiều người cảm động nhưng toàn nhận ý kiến trái chiều. Một người đàn ông Nigeria vừa gây choáng sau khi mạnh tay chi 90.000 USD tương đương với 2 tỷ Việt Nam đồng mua một chiếc xe hơi BMW X5 đời mới để làm quan tài chôn cất cha mình. Một đại gia có tên là Azubuike hiện đang sống tại Nigeria đã khiến nhiều người bất ngờ khi dùng chiếc SUV hàng sang BMW X5 mới toanh làm quan tài để chôn bố của mình. Người đàn ông này muốn nói lời vĩnh biệt với bố mình theo phong cách ấn tượng trong nghĩa trang ở làng Ihiala thuộc Emboshi, bang Anambra, Nigeria. Theo báo chí địa phương, bố của người đàn ông giàu có này đã qua đời vì tuổi già. Khi bố còn sống, anh Azubuike từng hứa một ngày nào đó sẽ mua một chiếc xe sang cho bố. Tuy nhiên, khi anh Azubuike có thể thực hiện lời hứa của mình thì bố đã già và qua đời. Để giữ lời hứa của mình, đại gia người Nigeria vẫn quyết định mua một chiếc BMW X5 đập hộp trị giá khoảng 32 triệu Naira, tương đương 2 tỷ đồng để bố có thể mang sang thế giới bên kia. Thay vì dùng quan tài bình thường, anh Azubuike đã chôn bố trong chiếc xe BMW. Bức ảnh chụp tại đám tang cho thấy chiếc xe BMW đắt tiền được từ từ hạ xuống ngôi mộ lớn, ngay lập tức thu hút sự quan tâm trên các trang mạng xã hội. Con trai rất đau buồn vì mất cha nên đã quyết định mua xe đẹp cho cha để ông có thể tiếp tục hành trình lên thiên đường. Xác người cha được Azubuike đặt cẩn thận bên ghế lái. Nhiều người dùng mạng Facebook tỏ ra không bằng lòng và cho rằng việc làm của Azubuike là quá lãng phí. Họ cho rằng với số tiền đó, anh ta có thể dùng nó cho những mục đích thiết thực hơn. Nếu có tiền, hãy mua chiếc xe đó cho bố khi ông ấy còn sống. Còn hành động của anh ta thật ngớ ngẩn và chỉ muốn phô trương. Dù có là tiền của anh ta thật, thì việc này thật là điên rồ và ích kỷ. Đây không phải là lần đầu tiên một sự việc tương tự xảy ra ở Nigeria. Cách đây 3 năm, một tỷ phú ở Enugu cũng đã chôn cất mẹ của anh ta trong một chiếc Hummer SUV mới cứng. Tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc cũng có trường hợp người chết được chôn trong xe hơi thay vì quan tài. Trong di chúc có để lại, ông Huy, một người đam mê xe hơi, viết rõ rằng ông muốn thi hài được đặt trong ô tô. Gia đình của Huy sau đó tìm được một chiếc Hyundai Sonata cũ và mua lại nó với giá 10.000 nhân dân tệ.